Thưa quý vị, như tôi vừa chia sẻ thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đang chủ trì hội nghị của Chính phủ với các địa phương về thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội nhằm tháo gỡ khó khăn cho phân khúc nhà ở này, hỗ trợ thị trường bất động sản phục hồi và phát triển. Và hỗ trợ cũng là từ khóa đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đến trong phần góc nhìn trong nước tuần này. Bởi lẽ đây chỉ là một trong nhiều hội nghị được Chính phủ và các cơ quan chức năng tổ chức trong tuần vừa qua nhằm lắng nghe, giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và xin được kết nối trực tiếp với phóng viên Điệp Anh, người đang có mặt tại hội nghị sáng nay và đồng thời cũng là người theo dõi các sự kiện trong tuần qua. Xin chào chị Điệp Anh ạ. Bây giờ đang là khoảng 8 giờ 32 phút và hội nghị đang diễn ra. Những nội dung chính nào đang được bàn thảo tại hội nghị ạ? Vâng, xin chào anh Hữu Chí, xin chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại trụ sở của Chính phủ và hội nghị thì đã diễn ra từ 8 giờ rồi ạ. Đúng với tên gọi của mình là hội nghị thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thì hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo chính phủ, đại diện các bộ ngành, các tập đoàn, các doanh nghiệp, các ngân hàng lớn. Bên cạnh đó thì kết nối trực tuyến với đầu cầu tại các địa phương. Và tại hội nghị ngày hôm nay thì ba nhóm vấn đề chính sẽ được bàn luận. Thứ nhất đó là thúc đẩy và tháo gỡ những khó khăn về quỹ đất, thứ hai là về nguồn vốn và thứ ba là về thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Và tại hội nghị ngày hôm nay thì các đại biểu là các doanh nghiệp, các địa phương họ cũng sẽ đề xuất những cái giải pháp chính sách để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đạt mục tiêu 130.000 căn vào năm nay và hướng đến mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2030. Vâng, như chúng ta vừa đề cập ở phần đầu của chương trình thì chỉ tính riêng trong tuần này thôi đã có 4 hội nghị của Chính phủ và các cơ quan chức năng như là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng tổ chức để mà tháo gỡ khó khăn cho nhà ở xã hội nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Chị Điệp Anh là người theo dõi cả 4 hội nghị này thì chị có thể khái quát tinh thần chung của các sự kiện này không ạ? Vâng, anh Hữu Chí, đúng là liên tục trong tuần vừa qua cũng như là những tuần trước thì rất nhiều cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi phát triển cũng đã được tổ chức, từ lĩnh vực bất động sản đến nhà ở xã hội, đến khơi thông dòng vốn tín dụng làm như thế nào để dòng vốn có thể đến được với tay doanh nghiệp. Tất nhiên là để những cái chính sách và những giải pháp này đi vào trong thực tế thì chúng ta sẽ cần thời gian. Tuy nhiên một điều mà tôi cảm thấy rõ nét nhất khi mà tham dự những hội nghị vừa rồi đó là tinh thần tháo gỡ khó khăn quyết liệt của Chính phủ cũng như là các bộ ngành, vướng ở đâu thì tháo gỡ ở đó. Ví dụ như là cuộc họp thứ 3 vừa rồi giữa Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng và các tập đoàn, các ngân hàng lớn để thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội thì ngay trực tiếp tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng đã lắng nghe những cái phản hồi, những ý kiến của các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội là họ đang tiếp cận nguồn vốn như thế nào, họ vướng mắc ở đâu và ngay lập tức thì có đại diện các ngân hàng giải đáp những cái khó khăn vướng mắc của họ. Và xin trở về trường quay với anh Hữu Chí ạ. Vâng, cảm ơn chị Điệp Anh và chúng tôi sẽ còn tiếp tục chờ đợi những thông tin từ chị ạ. Và những thông tin chi tiết hơn về hội nghị ngày hôm nay thì phóng viên Điệp Anh sẽ cập nhật và truyền tải đến quý vị trên các nền tảng số của VTV Money cũng như là trong các chương trình tài chính kinh doanh tiếp theo trên VTV1. Rõ ràng là có thể thấy là vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp đang được Chính phủ hết sức quan tâm, tìm cách thúc đẩy nguồn cung khi có 3 trên 4 hội nghị trong tuần qua trực tiếp liên quan tới lĩnh vực này. Tinh thần là tìm giải pháp tháo gỡ đang được lan tỏa mạnh mẽ. Thực tế thì một số địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ này, mang lại những căn nhà đầu tiên có giá thành chỉ từ 150 triệu đồng một căn cho người có thu nhập thấp. Và chúng ta hãy cùng theo dõi ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, điểm sáng trong việc phát triển nhà ở xã hội cùng phóng viên Quỳnh Như. Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã kêu gọi thu hút đầu tư và đưa vào sử dụng hơn 1,8 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Và theo đề án mới nhất đến năm 2030 thì sẽ đặt mục tiêu là xây dựng hơn 172.000 căn nhà ở xã hội nữa. Và giải pháp được tỉnh đưa ra là làm sao thu thập được các quỹ đất với chi phí thấp nhất cho các doanh nghiệp. Thứ hai là giảm thiểu thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan tới đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án nhà ở xã hội tại Bình Dương, trong đó có một dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, trong bối cảnh thị trường khó khăn, việc tháo gỡ nhanh vấn đề pháp lý là điểm sáng giúp doanh nghiệp có thêm niềm tin vào việc phát triển, đầu tư tiếp tục tại tỉnh. Và các dự án được tháo gỡ hết. Những dự án chúng tôi đang vướng, đang chưa bán, đang vướng thì đang được thực hiện luôn. Và các dự án mới, cách quản lý, thực hiện và sự phối hợp của Bình Dương rất, tôi nói là gọi là với doanh nghiệp rất sát sao và hỗ trợ tư vấn rất tốt. Đại diện Sở Xây dựng tỉnh cho biết, đến nay đa số nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn là từ các doanh nghiệp tư nhân. Tỉnh cũng xác định vai trò của địa phương là phải thiết lập được các quỹ đất sẵn có với chi phí cạnh tranh thì mới hấp dẫn được đầu tư tư nhân.
Do đó, từ các khâu quy hoạch các khu cụm công nghiệp, tỉnh cũng bố trí đi kèm song song các khu đất để phát triển loại hình nhà ở này. Chúng ta sẽ chuẩn bị toàn diện một cái bước từ cái bước quy hoạch và cái bước thứ hai đó là mời gọi nhà đầu tư và đặc biệt đó là cái huy động từ nhiều cái nguồn lực xã hội về vốn để có thể đầu tư trong cái phân khúc này đạt hiệu quả cao. Cái thứ hai là vị trí địa lý của Bình Dương so với lại các tỉnh thành như Đồng Nai, Hồ Chí Minh thì cái quỹ đất cũng còn nhiều. Và đặc biệt đó rằng cái giá đất nó cũng sẽ không cao so với lại các đơn vị này. Đây là một cái lợi thế. Ngoài ra hiện các mô hình nhà ở xã hội của tỉnh cũng rất đa dạng với giá bán rất linh hoạt. Các căn hộ tầm thấp có giá bán từ 150 đến dưới 200 triệu một căn. Cao cấp hơn thì giá bán từ 500 đến 600 triệu một căn. Chính sự đa dạng này đã giúp cho nhiều tầng lớp lao động của tỉnh có được cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với nhu cầu và thu nhập. Vâng, những căn hộ có giá từ 150 đến 200 triệu đồng một căn, tôi thấy đây là những cái mức giá vô cùng hợp lý đối với các công nhân ở khu công nghiệp đúng không ạ? Câu hỏi đặt ra lúc này đó là tại sao những mô hình như vậy, những mức giá hợp lý như vậy lại chưa được nhân rộng ạ? Thực ra thì giá của một cái căn hộ nó còn tùy thuộc vào giá đất của từng địa phương nữa anh Quang ạ. Nhưng để xây được nhà ở xã hội thì còn phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn. Vì doanh nghiệp xây nhà ở xã hội thì chỉ được hưởng lợi nhuận là 10%. Cho nên là họ cần các nguồn vốn lãi suất thấp để có thể triển khai thực hiện được những cái dự án của mình. Từ năm ngoái thì gói 120.000 tỷ ưu đãi cho vay nhà xã hội, nhà ở cho công nhân đã được triển khai. Và lãi suất cho vay đối với chủ đầu tư là 8% một năm trong 3 năm, còn với người mua nhà là 7,5% một năm trong 5 năm. Giả sử một người công nhân vay 500 triệu đồng để mua nhà ở xã hội thì trung bình mỗi tháng họ phải trả cả gốc và cả lãi là khoảng hơn 11 triệu đồng. Và nếu cộng thêm những cái khoản chi phí sinh hoạt khác thì chắc chắn là một cái áp lực không hề nhỏ, đặc biệt là đối với những cái người thu nhập thấp. Do đó thì nhiều doanh nghiệp họ kiến nghị rằng là cần giảm những cái mức lãi suất này cho người mua nhà. Còn về phía doanh nghiệp thì họ cũng mong mỏi là được kéo dài cái thời gian ưu đãi lãi suất. Ở Bắc Ninh hiện nay cũng là một cái thị trường trầm lắng và cái lượng lao động và cái lượng nhu cầu cũng ở một cái mức độ giới hạn. Chính vì vậy nên là nếu mà cái thời gian mà cho vay của gói 120.000 tỷ này chỉ trong thời gian 3 năm thì nó cũng là một cái vấn đề vướng mắc đối với doanh nghiệp. Nếu như chúng ta có thêm một số các hình thức hỗ trợ nào nữa thì sẽ là tốt, chẳng hạn như cái gói mà hỗ trợ lãi suất 2% bao nhiêu lâu nay ế không dùng được. Nếu như được phép mà ngân hàng mà chính phủ cho phép chuyển một phần cái đó sang để hỗ trợ cho người mua nhà thì giả dụ như bây giờ 7,5% mà chúng ta giảm được thêm 2% cho họ nữa thì 5,5% thì trong cái khả năng trả nợ của rất nhiều người